Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công Thương và EVN bị đánh giá là bê bối nhất năm 2023. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Việc Bộ Công Thương bị rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội đánh giá xếp hạng bê bối nhất năm 2023 được dư luận đánh giá là xác đáng. Theo đó, nhìn lại năm 2023, có nhiều ý kiến về việc xếp hạng mức độ hoàn thành các công việc trọng tâm của các bộ ngành thuộc chính phủ. Đánh giá chung thấy rằng, bộ ngành nào cũng nát, nhưng xếp hạng bê bối nhất năm 2023 chắc chắn sẽ thuộc về Bộ Công Thương và EVN, một tập đoàn do bộ này quản lý. Đầu tiên, trong năm 2023, Bộ Công Thương là một trong những bộ có nhiều lãnh đạo vướng sai phạm, bị khởi tố bắt giam, cũng như bị kỷ luật nhiều nhất. Và đây là hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh. Thứ hai, việc để xảy ra tình trạng thiếu điện, các điện ở hàng loạt địa phương vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023 đã gây ảnh hưởng rất lớn. Bộ Công Thương và EVN đã để tình trạng thiếu điện xảy ra ở hàng loạt các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, vào hoạt động kinh doanh sản xuất. Chỉ trong vòng 5 tháng của năm 2023, EVN đã hai lần tăng giá điện với tổng mức tăng là 7,5%. Việc tăng giá không minh bạch, vô tội vạ của EVN và Bộ Công Thương đã làm cho doanh nghiệp và người dân hiện đang khó khăn do suy thoái kinh tế lại càng khó khăn hơn. Ngoài ra, việc quản lý và kinh doanh mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ để xảy ra việc nguồn cung xăng dầu bị đứt quãng mà còn là việc tăng giá tùy tiện. Đó là chưa kể đến chuyện nhiều quan chức nhận hối lộ trong vụ việc xảy ra ở công ty Việt Oi mới đây. Cũng chưa kể đến việc, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong kỳ họp lần thứ 34 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước hết, phải kể đến việc trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà nước lại liên tiếp tăng giá điện, giá xăng dầu đã khiến đời sống của người dân chật vật hơn. Quan trọng hơn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên với hàng loạt các quyết định tăng giá điện tùy tiện và sai trái mà đều được bỏ qua. Dư luận cho rằng có một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay sử dụng con ngáo ợp có tên EVN như một thứ bung sung với mục đích là trút hết tội vạ cho EVN, kể cả việc tăng giá điện tùy tiện. Truyền thông nhà nước ngày 9 tháng 11 tiết lộ, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, doanh thu tập đoàn này sẽ tăng thêm hơn 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá bán lẻ điện 4,5% từ ngày 9 tháng 11. Nghĩa là khi EVN có thêm 3.200 tỷ nhờ tăng giá điện, rồi việc tăng giá điện lại điều chỉnh 3 tháng một lần. Vậy, vì sao EVN vẫn cứ lỗ triền miên bất tận như vậy? Giới thảo tin tiết lộ, kẻ đứng sau dựt dây cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và là tổng chỉ huy của nhóm lợi ích điện lực, không ai khác, chính là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Tuấn Anh. Và đây là hình cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Trong giai đoạn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh có nhiều biểu hiện cho thấy ông này đã bật đèn xanh cho tập đoàn điện lực EVN, được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm. Đồng thời, thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng, từ chỗ được phép quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm. Đó là lý do vì sao, trong nhiều năm qua, tuy EVN kinh doanh lỗ lã truyền miên, nhưng thu nhập, lương thưởng và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ nhân viên luôn rất cao. Tất cả các chi phí này được EVN đổ lên giá điện bán cho người tiêu dùng. Công luận hết sức bức xúc và cho rằng, các đời Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian gần đây, như ông Trần Tuấn Anh, Ông Nguyễn Hồng Duyên đều có những biểu hiện đã tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích, đặc biệt nhóm lợi ích điện lực của ông Trần Tuấn Anh. Điều đó liên quan gì đến việc mà giới thảo tin cho biết rằng, nhạc phụ của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Duyên, ông Trần Văn Sang, một doanh nhân giàu có hàng đầu ở Thái Bình, đã bỏ ra hàng tạ vàng 4 số 9 để mua ghế Bộ trưởng cho con rể. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Công luận thời gian gần đây đã đặt câu hỏi, đến bao giờ Tổng Bí Thư mới cho bắt ông Trùm nhóm lợi ích điện lực Trần Tuấn Anh? Việc các nhà đầu tư nước ngoài gần đây đang đua nhau rút khỏi Việt Nam là hậu quả về năng lực, điều kém cỏi của các quan chức lãnh đạo EVN và Bộ Công Thương, gồm cựu Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và người đương nhiệm Nguyễn Hồng Diên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trường tiểu ban nhân sự của Đại hội 12 và Đại hội 13 khi lựa chọn hai nhân sự vừa kể, không rõ ông có ý thức được tầm quan trọng cũng như vai trò của vị trí Bộ trưởng Công Thương, người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nền kinh tế đất nước hay không. Hãy xem lại cách chọn lựa của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trước đây cũng như Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hiện nay liệu có bị chi phối bởi tiền bạc hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ Công Thương và EVN bị đánh giá bê bối nhất năm 2023. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Các tổ chức hội đoàn, cánh tay nói dài của đảng một gánh nặng cho xã hội. Tình trạng thâm thủng bội chi ngân sách của nhà nước Việt Nam liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Theo Tổng cục Thống kê năm 2020, ngân sách nhà nước bội chi chỉ ở mức gần 150.000 tỷ đồng. Báo Chính phủ ngày 21 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Bộ Tài chính công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Bản tin cho biết, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định 2715 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng thu là hơn 1 triệu 700 ngàn tỷ đồng, tổng chi là hơn 2 triệu tỷ đồng. Bên cạnh các chỉ tiêu về thu chi ngân sách nhà nước, Quốc hội quyết định mức bội chi ngân sách nhà nước là hơn 399.000 tỷ đồng tương đương 3,6% GDP và tổng mức vay của ngân sách nhà nước là hơn 690.000 tỷ đồng. Và đây là hình bản tin trên báo chính phủ. Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội mỗi năm, ngân sách nhà nước phải chi khoảng hơn 14.000 tỷ đồng để nuôi các tổ chức hội đoàn. Nhưng nếu tính đầy đủ mọi kinh phí như đất đai, nhà cửa xe cộ và các tài sản khác thì chi phí cho toàn hệ thống của các tổ chức hội đoàn này hàng năm dao động từ hơn 45.000 đến hơn 68.000 tỷ đồng, tương đương từ 1 đến 1,7% GDP. Trong điều kiện ngân sách nhà nước Việt Nam hiện nay liên tục bội chi, không chỉ ảnh hưởng tới vốn đầu tư phát triển của đất nước mà ảnh hưởng cả đến các chính sách an sinh xã hội cho người dân. Do đó, việc tiết kiệm chi tiêu cho những vấn đề không cần thiết phải được xem xét một cách nghiêm túc. Những hội đoàn được cho là có tên tuổi như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Tổng Liên đoàn Lao động, vân vân. Nếu chỉ tính riêng ngân sách mỗi năm chi để nuôi các hội đoàn này khoảng hơn 14.000 tỷ đồng thì đã cao gấp đôi ngân sách dành cho Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và cao gấp 5 lần cho bộ khoa học công nghệ. Rõ ràng đó là một khoản chi tiêu bằng vốn ngân sách không hề nhỏ. Trong lúc đó, dư luận thấy rằng các hoạt động của các hội đoàn này hầu như không có hiệu quả. Theo số liệu của Liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật Việt Nam năm 2020, trong tổng số 52.565 hội đoàn đang hoạt động tại Việt Nam, có gần 9.000 hội đoàn được bao cấp và con số biên chế chính thức là đến đến hơn 70.000 người. Và đây là hình báo cáo dự toán chi tiêu ngân sách của Bộ Tài chính. Đây là sự lãng phí ghê gớm đối với ngân sách nhà nước, sử dụng tiền từ tiền thuế của dân. Điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng tiền đóng thuế của dân để củng cố cho bộ máy của mình bằng cách sử dụng các hội đoàn là cánh tay nối dài của Đảng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A Nguyên viện trưởng viện IDS, một chuyên gia tài chính, đã nhận xét về các tổ chức hội đoàn do nhà nước bao cấp như sau: Tất cả các hội đoàn đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Số tiền chi từ ngân sách đúng là một con số khổng lồ. Nó chứng tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản dùng tiền đóng thuế của dân để củng cố bộ máy của mình cũng như các bộ máy của các cơ quan nối dài của nó để tạo thành một tổ chức bao trùm hết xã hội này và đây là hình kể cả quốc hội Việt Nam về lý thuyết là do dân bầu cũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành cánh tay nói dài của họ. Đối với phóng viên thời báo D với yêu cầu ẩn danh, một cựu giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra nhận xét về vấn đề chi tiêu ngân sách cho các hội đoàn quá lớn như hiện nay. Ông cho biết đúng là con số này rất lớn. Trong bối cảnh nợ công cao như vậy, chi ngân sách của chính phủ rất eo hẹp, mà bây giờ còn phải chi một khoản lớn như vậy thì cần phải rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các hội đoàn một cách sâu sắc hơn nữa để giảm bớt đi. Ngoài ra, còn rất nhiều thứ lãng phí khác nữa cần phải cắt bỏ. Bình luận về các hội đoàn đang hoạt động bằng tiền ngân sách hiện nay, dư luận cho rằng trong số các tổ chức hội đoàn của nhà nước có rất nhiều các tổ chức hữu danh vô thực sinh ra để đục khoét nhà nước và trở thành một gánh nặng cho xã hội. Có một nghịch lý ở Việt Nam, trong khi nhà nước có quá nhiều các hội đoàn, đoàn thể sống dựa vào tiền ngân sách, nhưng những tổ chức xã hội dân sự hoạt động hiệu quả và độc lập về ngân sách lại rất hữu ích cho dân thì bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm đoán, thậm chí bị triệt tiêu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Các tổ chức hội đoàn, cánh tay nói dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, một gánh nặng cho xã hội Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới